Thôi giờ bé nó xinh thiệt. Thật sự thì anh cũng tiếc lắm. Nhưng mà bây giờ bà ngoại đã không chọn rồi. Thì thôi giờ em thấy hàng học trò thai của anh thì sao? Chàng trai đô con lực lưỡng, chung tình lắm nha. Sao nãy giờ ngồi trịnh có địa ghế bên đó không? Có chút xíu. Có chút xíu. Chết luôn. Rồi rồi rồi. Vậy bây giờ sang xuống đây nè, sang xuống đây. Đúng luôn. Đó đó. Nhanh lắm, nhanh lắm. Đây, quý vị thấy hai bạn này đứng kế cạnh nhau thấy sao ạ? Thấy trời. Thấy tiếc quá mà còn ngoài sao nữa. Anh chờ em. Anh chờ em. Nhưng mà Sang ơi, không phải bước xuống đây cái muốn dẫn con ta về hay muốn làm sao là được. Không phải chỗ dễ dãi. Em có tài năng gì để chinh phục con gái người ta không? Chứ đâu phải muốn về là về phải không mẹ? Đúng rồi. Bây giờ có tài năng gì không nè? Đó. Mình học diễn viên mà em với tướng tá như vậy, mình body đồ phập phồng như vậy thì mình có biết nhảy không? Em sao cũng được. Vậy thì bây giờ thử thách nha. Bây giờ Hiếu sẽ nhờ chương trình mở một đoạn nhạc sôi động lên. Hai bạn sẽ cùng nhau hòa quyện nhảy cái gì cũng được. Khi nhảy xong mà mấy bạn khán giả ở đây đồng ý cho dắt về thì tụi tôi cho dắt về nha. Còn không thì thôi. Sang thân mến, thật ra cái màn nhảy của em anh tin chắc rằng là bá quan văn võ ở đây cũng không ai đồng ý đâu. Cho nên là anh cho em cơ hội, tại vì anh thấy sự chân thành của em, nói một câu gì đó thật là ngôn tình dành cho cô gái này. Tuy mình nhảy không đẹp, mọi người nó đều cười hết, nhưng anh cảm nhận được cái gì đó ấm áp trong người của em. Hãy về bên anh. Em đồng ý. Dạ con chào cô. Con thấy là như là có một tiếng sét vậy đó cô. Con không nghĩ là nhìn cô sẽ nhìn có cô cảm giác vậy? Này nên con xin phép cô là cho con tìm hiểu em Khánh Quyên. Cô cũng đồng ý. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Vậy hai đứa đi lên dẫn mẹ xuống đây. Dạ con mời bác cô xuống. Thưa quý vị, ở Cho Phép Được Yêu luôn luôn có nhiều cái sự cố bất ngờ như vậy. Người trong cuộc có cảm xúc thì chúng tôi không thể nào không tác hợp được. Cảm ơn mẹ đã đến đây cùng với Khánh Quyên. Và cảm ơn Phước Sang đã dám mạnh mẽ thể hiện cái niềm yêu thích của mình để chinh phục bằng những cái thử thách khó đỡ của chương trình. Chúc cho Khánh Quyên và Phước Sang sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và biết đâu sẽ có một cái kết quả thật là đẹp để gửi về Cho Phép Được Yêu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.